Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ một cháu trai 8 tháng tuổi qua đời bất thường tại một nhà dân giữ trẻ tự phát. Theo nguồn tin, cháu trai xấu số tên NHT sinh ngày 15 tháng 7 năm 2023, bố mẹ cháu do bận đi làm nên gửi cho bà Trần Thị Thúy Hát khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát chăm sóc cả ngày lẫn đêm với giá 2,5 triệu đồng một tháng. Ngày 29 tháng 3, khi gia đình đến thăm con thì thấy có vết bầm phía sau đầu nên hỏi bà hát, thì được bà này giải thích là do cháu vui đùa bị va trúng vật cứng không có ảnh hưởng gì. Sau khi nghe bà hát giải thích, gia đình tưởng bình thường nên không đưa con đi khám mà tiếp tục gửi con ở lại đây. Tuy nhiên, đến chiều 30 tháng 3, gia đình nhận được tin báo cháu T không qua khỏi tại trung tâm y tế thị xã Bến Cát. Các bác sĩ xác định cháu T đã mất trước khi được đưa đến trung tâm y tế. Bức xúc trước sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an, đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ. Nhận được tin báo, lực lượng công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân khiến cháu T ra đi đột ngột. Qua khám nghiệm, bước đầu lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, khiến cháu bị tổn thương bên trong dẫn đến chuyện không may xảy ra. Theo một số người dân, bà Hát đến địa điểm trên thuê nhà được vài tháng nay, Do thất nghiệp nên bà Hát tự nhận giữ vài trẻ nhỏ để chăm sóc, trong quá trình chăm sóc trẻ bà Hát có nhờ con gái tên P 16 tuổi phụ giúp. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để đưa ra kết luận nguyên nhân vụ việc.